Cây ăn trái là nông sản thế mạnh của thành phố Cần Thơ, dồi dào về sản lượng, đa dạng về chủng loại. Các loại trái cây đặc sản bao gồm vú sữa, dâu Hạ Châu, xoài cát Hòa Lộc được ưa chuộng tại thị trường nội địa cũng như có lợi thế xuất khẩu. Để duy trì lợi thế này, ngành nông nghiệp địa phương đang định hướng nhà vườn sản xuất cây ăn trái theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Có như vậy mới nâng cao được giá trị và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ và xuất khẩu thanh nhãn sang thị trường Hoa Kỳ và Australia giữa nông dân Cần Thơ và doanh nghiệp. Kết quả này là sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành nông nghiệp địa phương, doanh nghiệp và bà con trồng thanh nhãn trong 5 năm qua. Để đạt chuẩn xuất khẩu, doanh nghiệp đã cử cán bộ xuống tập huấn, hướng dẫn bà con làm theo quy trình. Và chúng tôi cũng đã rất là chuẩn chỉnh từ cái khâu trồng trọt, thu hoạch rồi cũng như là cái việc mà vận chuyển, thu hái sao để mà khi mà qua bên đó là nó cái trái được tốt nhất. Thì hiện nay là bà con đã đảm bảo được cái việc đó rồi. Xoài tượng xanh cũng là sản phẩm thế mạnh của Cần Thơ. Các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Lộc Hưng chọn canh tác theo quy trình sạch để xuất khẩu. Những đơn hàng đầu tiên đã nhận được phản hồi tích cực của đối tác, mở ra cơ hội mới cho bà con địa phương. Xuất khẩu hàng hóa bây giờ nó đòi hỏi phải sạch, phải đẹp. Đó, cho nên là người ta làm, người ta phấn khởi, người ta làm chứ không có khó khăn gì. Làm cái này cũng nhiều năm rồi, làm bên Việt Gáp thì bà con khi mà trái xoài nhỏ là người ta đã bao rồi. Với xu thế hiện nay, làm theo truyền thống sẽ rất khó tham gia thị trường xuất khẩu. Người tiêu dùng yêu cầu về chất lượng trái cây phải ngon, kèm theo đó là sạch, truy xuất được nguồn gốc. Muốn đáp ứng được điều này, canh tác theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp là tất yếu. Bà con nông dân thì cũng rất là đồng thuận để mà xây dựng các cái vùng trồng tập trung. Thứ hai là bà con cũng là thực hiện các cái quy trình sản xuất theo cái hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Thứ ba là bà con cũng tham gia các cái lớp tập huấn. Diện tích trồng cây ăn trái của Cần Thơ hơn 25.000 ha, sản lượng đạt khoảng 223.000 tấn. Trong đó có 4 loại trái cây đã xuất khẩu là sầu riêng, xoài, nhãn và vú sữa. Địa phương chú trọng xây dựng vùng trồng tập trung với 59 mã cốt đã được cấp. Đây là tiền đề quan trọng để định hướng cho nhà vườn sản xuất trái cây theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.